Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện Làng Ngọng thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 23 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Tập Đặc Sắc Độc Bộ Thiên Hạ, tác giả Thạch Chư, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn hãy nhớ có thể donate cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi tiếp những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Tiếp theo phần trước lại nói, đám người Thạch Trường Thanh lúc bấy giờ cuống quýt lấy ra một ít ngọc châu. Diệp Húc bốc lấy một viên cẩn thận xem xét, chỉ thấy bên trong ngọc châu có phong ấn một yêu hồn tiên hạc. Nó dâng cánh muốn bay nhưng thủy chung lại không thoát khỏi được. Hắn không khỏi chực chực lưỡi lấy làm kỳ lạ. Ngũ độc giáo thu yêu thú tinh hồn luyện chế thú hoa đan, loại thủ đoạn này chính là ma đạo, nhưng đối với Diệp Húc chính tà không phân thì chẳng để trong lòng một chút nào cả. Thế giới hiện giờ cũng không phải là thời kỳ thượng cổ. Thượng cổ có lục đạo luân hồi, bất luận sinh linh gì sau khi chết đi đều luân hồi chuyển thế. Trước kia thủ đoạn của ngũ độc giáo chính là tội ác tày trời, mà hiện giờ lục đạo tan vỡ, luân hồi không còn, bất luận sinh linh gì, bất kể là vũ sĩ hay tinh quái, sau khi chết tinh hồn đều vỡ vụn rơi rụng tới giữa đất trời. Bởi vậy mà thu yêu thú tinh hồn luyện đan cũng không phải là vô cùng độc ác. Diệp Húc lúc bây giờ hỏi Thạch Trường Thanh cách dùng loại ngọc châu này, thế mới biết ngọc châu cũng là một loại vũ binh, tuy nhiên nó không có lực công kích, chỉ dùng để thu tinh hồn mà thôi. Hắn kiến thức càng nhiều lên lại càng cảm thấy thế giới này to lớn, có đủ mọi điều khác lạ, các loại vũ pháp vũ binh thiên kỳ bách quái. Thạch Trường Thanh đưa cho hắn hơn 20 phần dược liệu để chế thú hoa đan. Những dược liệu này bọn họ chuẩn bị rất nhiều. Hắn nói: sư thúc, vũ binh của mấy đệ tử đều bị hắc hùng đánh gãy hết cả rồi, ngay cả cổ trùng nuôi dưỡng cũng bị hắn dùng chân hỏa mà đốt cháy cả. Phạm vi mấy trăm dặm quanh Vân Môn Sơn hẳn là có mấy chỗ mạch khoáng, đệ tử tính toán đi tìm kiếm mạch khoáng luyện lại vũ binh mới. Diệp Húc thu hồi lại dược liệu, hắn cười nói: tìm kiếm mạch khoáng chỉ bằng dùng sơn hỏa tiêu. Các ngươi ai đi tới Liễu Châu mượn mấy chiếc sơn hỏa tiêu về đây? Đám người Thạch Trường Thanh liếc nhau cười nói: sư thúc, ngũ độc giáo chúng ta đi tìm mạch khoáng cần gì phải hướng người khác mượn sơn hỏa tiêu đây, các sư đệ cùng nhau động thủ đi. Mấy người đều lấy ra một viên thú hoa đan nuốt vào mấy cái, trong vài hô hấp tám người này liền trở nên xấu xí, tay chân dài nhỏ, cả người tràn ngập lông mao, hóa thân thành yêu thú giống như đúc sơn hỏa tiêu vậy. Cả đám nhất thời kêu to một tiếng, nhảy ra bốn phương tám hướng. Đây mới là thủ đoạn vu gia chân chính. Diệp Phúc ánh mắt sáng lên, đám người Thạch Trường Thanh dùng thú hoa đan biến thành sơn hỏa tiêu, đồng thời cũng có được thiên phú của sơn hỏa tiêu, tìm kiếm mạch khoáng ở Vân Môn Sơn trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Loại thủ đoạn này so với nuôi dưỡng yêu thú còn muốn cao hơn một bậc. Hiện giờ tầm mắt của hắn càng ngày càng rộng hơn, nhớ lại ba vu hoang thế gia ở Liễu Châu chỉ cảm thấy xấu hổ vô cùng. Diệp Phương Chu được xưng là tam đại vu hoang thế gia, kỳ thực chỉ là ếch ngồi đáy giếng, đối với từ vu lý giải còn xa xa mới đủ. Nếu không có rời khỏi Liễu Châu, lúc này chỉ sợ đã kiêu ngạo tự mãn, nghĩ tới Diệp gia thật sự là vô địch thiên hạ rồi. Vu hoang thế giới là một thế giới kỳ quái, phấn khích, nguy hiểm, mới mẻ, cũng vô cùng rộng lớn. Đồng thời vu đạo cũng là một hệ thống khổng lồ vô cùng. Hiện giờ tầm mắt và kiến thức của hắn dĩ nhiên đã vượt qua nhận thức về vu đạo ở Liễu Châu rồi, mặc dù là Diệp Tư Đạo cũng muốn kém hắn một chút. Diệp Húc mở nhị tầng thanh quang hàng ngọc lâu, đưa Hùng Bi ra ngoài. Tên này có thể tự do ra vào, đem tất cả dược tài khuân vào trong ngọc lâu mà đào tạo. Đầu hắc hùng này đi chặt cây củi, bó thành bó mang vào trong ngọc lâu, nghiễm nhiên coi ngọc lâu của Diệp Húc trở thành hang ổ của mình. Diệp Húc tùy ý hắn làm, chẳng chút quan tâm mà cẩn thận nghiên cứu phương pháp luyện chế thú hóa đan. Ngũ đạo giáo thú hóa đan chính là địa cấp linh đan cùng với 71 loại nữa được xưng là bí mật bất truyền của ngũ độc giáo, gọi là 72 linh đan biến hóa. 72 loại linh đan này phân thành địa, thủy, phong, hỏa 4 loại. Cái gọi là địa là chỉ các loại yêu thú địa hành có thể đi ngầm trong mặt đất. Thủy còn lại là những yêu thú như kim ma thủy vương hay ngư yêu có thể lèn vào sông sâu, biển rộng, khống chế dòng nước. Phong là chỉ những loại yêu thú có cánh có thể ngự phong phi hành, bão táp mà đi. Hỏa còn lại là chỉ về các loại yêu thú khống hỏa, ví dụ như diễm thử, hỏa nha, xích viêm đại xà. Bốn loại thu hóa đan này mỗi cái một vẻ, đại đa số đệ tử ngũ độc giáo
đều mang mấy miếng trên người, trong bất kỳ tình huống nào cũng có thể lên trời xuống đất, nhập thủy vào hỏa. Diệp Phúc cố gắng hiểu rõ phương pháp luyện đan bên trong ngũ độc kinh, thuộc lòng như cháo. Lúc này hắn mới lấy tòa đan đỉnh mua ở tụ bảo trai ra. Hắn ở tụ bảo trai mua được hai tòa đan đỉnh, trong đó một tòa là Uyên Ương Long Phượng đỉnh, còn một cái khác là Lô đỉnh bình thường. Uyên Ương Long Phượng đỉnh là của một vị vô đạo cao thủ đã tu luyện tới cảnh giới tam đan cảnh, dùng Lô đỉnh để luyện chế nguyên đan. Diệp Phúc thử thúc dục nguyên khí, nguyên khí của hắn khi tiến vào trong đỉnh lập tức như châu đất xuống biển. Tòa đỉnh này cũng không có nóng lên, chỉ biết dựa vào tu vi của mình đích xác không thể dùng tòa đồng đỉnh này mà luyện đan được. Đại đa số lô đỉnh đều phân thành hai tầng. Tầng thứ nhất là nguyên khí phòng, chỉ cần đưa vào nguyên khí, lô đỉnh sẽ tự nhiên toát ra ngọn lửa đun nóng tầng thứ hai. Tầng thứ hai là luyện đan phòng, đưa lên dược liệu, dung hợp dược lực hóa thành linh đan. Diệp Phúc mang tới cái lô đỉnh khác, nguyên khí rót vào, lập tức nguyên khí hừng hực như hỏa, đem cái đồng đỉnh này đun nóng. Đợi khi lô hỏa thuần thanh, Diệp Phúc cẩn thận đưa dược liệu vào, khống chế nhiệt độ của lô đỉnh. Rốt cục, dược liệu cũng dần dần được hòa tan. Trên đỉnh của lô đỉnh hình thành một mảnh xương, giống như một đóa tường vân vậy. Diệp Phúc lấy ra một quả ngọc châu, lại càng thêm cẩn thận, nhẹ nhàng đưa vào bên trong lô đỉnh. Đây là một bước quan trọng nhất, đem tinh hồn yêu thú dung nhập vào bên trong dược lực. Lúc này mới có thể luyện chế ra thú hoa đan, có được đủ loại tác dụng thần kỳ. Miếng ngọc châu này nhập vào trong đỉnh, lập tức một cỗ hương khí chuyển tới, làm cho người ta vui vẻ và thoải mái. Chẳng lẽ lần đầu tiên ta luyện đan đã thành công được rồi sao? Diệp Phúc trong lòng mừng rỡ. Dầm một tiếng, lô đỉnh đột nhiên bùng nổ, khí lãng mênh mông đánh thẳng về phía Diệp Phúc, làm cho nơi này bị chia năm xẻ bảy. Một đám mây hình nấm thật lớn dâng lên trên không trung, thậm chí ngay cả dân chúng Thanh Châu chung quanh cũng ngẩng đầu nhìn thấy rõ ràng. Đám người Thạch Trường Thanh lúc này đã tìm được không ít nơi có mạch khoáng, ngẩng đầu nhìn đám mây hình nấm, ngơ ngác nhìn nhau. Tiêu Nguyệt nghi hoặc nói: "Chẳng lẽ Diệp Sư Thúc cũng là lần đầu tiên luyện đan hay sao?" Thạch Trường Thanh cười nói: "Lúc trước khi chúng ta học luyện đan cũng ăn không ít đau khổ, nhiều lần bạo lô. Ta còn nhớ rõ ta lúc đấy bạo lô liên tiếp 34 lần mới có thể luyện ra được một quả thu hoa đan được. Lúc đó ân sư còn khen ngợi ta, nói ta có thiên phú luyện đan rất khá kìa." Điền Quân cười nói: "Ta cũng không có thiên phú như Thạch Sư Huynh. Lúc ấy ta bị phế đi đại khái hơn 100 lô. Ân sư tức giận tới mặt tái mét, liên tục mắng ta là bại gia tử. Cho dù là Diệp Sư Thúc vô pháp thông thần, lần đầu tiên luyện đan khẳng định cũng phải chật vật đến không chịu nổi, sẽ không tốt hơn chúng ta là mấy đâu." Mọi người nhớ tới lần đầu tiên mình luyện đan, tất cả không khỏi sợ hãi, đều gật đầu nói phải. Hùng Bi lúc này đang ở dưới chân núi, đầu vai khiêng một con ngựa hồng hộc leo lên núi, cũng nhìn thấy đóa mây hình nấm kia, trong lòng âm thầm cảm thấy may mắn. "May mắn lão gia ta không có đem phần dược liệu kia cho tên tiểu tử này luyện chế, nếu không thì mất cả chì lẫn chạy rồi." Lại một lúc lâu, đỉnh núi ầm ầm một tiếng nổ lớn nữa, lại một đám mây hình nấm dâng lên. Chưa tới một ngày, Diệp Phúc luyện chế phế đi 7 lò đan, làm phá hư hơn một nửa đám dược liệu mà đám người Thạch Trường Thanh đã đưa. Cũng may Diệp Đà chủ nhiều tiền thế lớn, tài liệu là do đám người Thạch Trường Thanh cống hiến cho, hắn luyện chế đi một lô liền tiếp tục làm một lô nữa, cũng không chút đau lòng. Tâm tính của hắn ngược lại thích hợp cho luyện đan, nếu lo được lo mất, cho dù có 10 phần nắm chắc cũng sẽ luyện ra một lô phế phẩm. Rốt cuộc lô đan thứ 8 không có bạo lô, Diệp Húc mở ra lô đỉnh, chỉ thấy bên trong có hơn 10 viên đan dược trắng như tuyết quay tròn chuyển động, trong lòng cảm giác vui vẻ. Quả như là luyện thành, mà sao lại có hơn 10 viên thế này? Chỉ thấy đan dược này màu đỏ sậm, hương khí đặc hơn, trong đó cũng không có yêu thú tinh hồn chạy, mà hoàn toàn bất đồng với thú hóa đan khác. Những đan dược màu hồng này Diệp Phúc thật sự không dám ăn, lúc này lấy một viên đan dược đi xuống trước vách núi. Trước vách núi có một thác nước đổ xuống, ở chân núi hình thành một cái hồ nước, ước chừng 350 mẫu mặt nước, tôm cá rất nhiều. Diệp Phúc đem viên đan dược này vứt vào trong hồ, chỉ một lát sau, thấy một con cá chấm đen chở mình một cái, bụng đã nổi lên trên mặt nước. Quả nhiên có độc mà. Diệp Phúc trong lòng dùng mình một cái, thầm nhủ. Tuy nhiên, không biết độc dược kịch liệt như thế nào thôi. Hắn vừa nghĩ tới đây, đột nhiên thấy một con cá chết từ đáy nước nổi lên, chở cái bụng, mặt hồ thoáng một cái trở thành một mảnh tuyết trắng. Ai, là ai hạ độc ở nhà ta vậy? Dưới nước đột nhiên truyền tới một tiếng gầm lên giận dữ, ầm một tiếng, một con cá hồng lân dài chừng 4-5 mét lao ra khỏi mặt nước, yêu khí quay cuồng, hùng hùng hồ hồ. Diệp Phúc trong lòng cả kinh. Hồ nước này không ngờ còn có cất giấu một con ngư tinh bên trong. Hồng ngư tinh vừa mới lao ra khỏi mặt nước, đột nhiên kêu thả một tiếng, thẳng tắp rơi xuống. Sau một lúc lâu,
cái bụng lại nổi lên trên mặt nước, nó không ngờ cũng bị độc và chết. Đan dược này độc tính dường như có chút mãnh liệt quá thì phải. Diệp Phúc nghẹn họng nhìn chân chối, lập tức hiểu được mình sai ở chỗ nào. Thú hóa đan bên trong Ngũ Độc Kinh ghi lại đều sử dụng loại dược tài kịch độc, phải là điều hòa long hổ sinh sinh tương khắc, lúc này mới có thể điều hòa được dược lực kịch độc. Nếu không có điều hòa long hổ, luyện ra chất kịch độc vô cùng mãnh liệt. Hắn trước khi luyện đan không có hòa tan điều hòa dược lực, liền đã đem yêu thú tinh hồn đầu nhập vào trong đấy, kịch độc ngay cả tinh hồn yêu thú cũng bị độc chết, lúc này mới luyện ra loại thú hóa đan khác biệt như vậy. Hắn nghĩ thông suốt điểm này, lập tức thông suốt vô cùng, trở lại từ trúc phong mở một lô. Lần này hắn thần kỳ thuận lợi, vô cùng kinh hiểm, luận chế ra một quả thú hóa đan, bên trong có một con khải thử đang chạy loạn bên trong. Đây là một quả khải thử đan. Hắn càng luyện lại càng thuận tay, không quá bao lâu liền đem tất cả dược liệu này luyện thành công 11 lô, chỉ có một lô vì không thể khống chế tốt hỏa lực, lại luyện ra 10 miếng thú hóa đan kịch độc vô cùng. Diệp Húc luyện chế ra 12 miếng thú hóa đan, có rất nhiều đan dược tác dụng lặp lại. Đám người Thạch Trừng Thanh đi qua cũng không nhiều nơi lắm, bọn họ thu hoạch tinh hồn của yêu thú cấp tinh quái cũng chỉ có ít ỏi vài loại, hơn nữa không có cả bậc dị chủng hiếm thấy như Kim Ma Thủy Vương, phần lớn là những yêu thú khá là thông thường. Những đan dược này đối với hắn tác dụng cũng không lớn, với hắn mà nói chỉ có dùng tinh hồn của yêu thú tam chân cảnh luyện chế thành thú hóa đan mới có chút tác dụng. Tuy nhiên tinh quái tam chân cảnh đều là cấp bậc đại yêu, cho dù là vu sĩ ngang cấp, nếu không có vu bảo trong tay mà nói, không phải là đối thủ của bọn chúng. Lại nói đại yêu tam chân cảnh cũng có thể luyện chế vu bảo, cho nên đối phó với yêu thú cấp bậc này cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Luyện đan hao phí tinh thần rất lớn, tu vi vu sĩ mới là căn bản sinh tồn. Diệp Húc thu hồi những thú hoa đan này lại, lập tức đi vào trong phòng tu luyện, dốc lòng tu luyện tiến lên cố nguyên cảnh. Lúc này hắn đã tu luyện tới cảnh giới bồi nguyên cửu phẩm đỉnh cao. Khiếm khuyết của hắn chỉ là tu vi nguyên khí. Hắn tĩnh tâm lại khổ tu mấy ngày, rút cuộc đan điền đã khuếch trương hơn trước hơn 10 lần, thuận lợi bước vào cố nguyên nhất phẩm. Trong đan điền của hắn, nguyên khí tràn đầy đan điền, làm cho nhiệt khí bốc ra chung quanh đến bức người. Đây là dấu hiệu của việc bước vào cố nguyên kỳ. Vô sĩ cố nguyên kỳ, nguyên khí tràn đầy đan điền, giống như dí rốn, vị trí của đan điền cất giấu một vòng thái dương vậy. Vô sĩ thời kỳ này so với bổn nguyên kỳ vô sĩ thì hùng mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Nguyên khí mạnh, có thể ngự vật, thao túng vô binh, giết người ở ngoài trăm bước. Đại đa số vô binh đều cực kỳ nặng nề, nhẹ thì mấy trăm cân, nặng thì ngàn cân. Vô sĩ cố nguyên kỳ nguyên khí có thể nâng lên vật nặng như thế này, tế ra hàng trăm mét, có thể thấy được tu vi của cố nguyên kỳ vô sĩ thâm hậu ra sao. Diệp Húc tâm niệm vừa động, từng con ác dao màu lam từ trong đan điền lao ra ngoài, lao ra khỏi phòng tu luyện, bay múa chung quanh từ trúc lâm. Dao long này mỗi một con đều dài hơn 4-5 mét, ước chừng có chừng 36 con, không ngừng du động qua lại ở mỗi một cây tử trúc. Đám người Tiêu Nguyệt không có động phủ của mình, liền dựng phòng ốc ở tử trúc phong này, gắn bó với nhà của Công Dương Đảm. Mấy người này ở đây tĩnh tâm tu luyện, thấy vậy không khỏi trừng mắt nhìn, chỉ thấy những con dao long màu lam này có thể nhìn thấy rất rõ ràng, giống như dao long chân chính, xoay quanh bay ra hơn 200 mét, tản mát ra ác khí trầm trọng, làm cho người ta không rét mà run. Tiêu Nguyệt ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một ác dao đang chậm rãi bay qua đầu bọn họ, tràn ngập sát khí, khiến cho tóc gáy của hắn dựng thẳng, kích thích tới nổi hết cả da gà lên. Đây là sát khí thuần túy, kích thích thân thể hắn không tự chủ được mà làm ra phản ứng. Vu pháp của Diệp Sư Thúc sát khí nặng như vậy, chỉ sợ số người chết trong tay hắn cũng không ít, nếu không tuyệt đối không thể có hung uy bực này được. Sư Thúc không ngờ tu luyện vu pháp mạnh mẽ như vậy, khó trách không sử dụng vu binh. Có vu pháp như vậy, vũ binh gì cũng đều một kích vỡ cả. Vũ pháp của hắn không ngờ có thể kéo dài tới hơn 200 mét. Chẳng lẽ Sư Thúc đã tu luyện tới cố nguyên lục phẩm rồi sao? Mấy người ngơ ngác nhìn nhau, trong lòng lấy làm kinh ngạc. Cố nguyên nhất phẩm nhiều nhất có thể tế vũ binh ra ngoài trăm bước, vũ pháp cũng chỉ đánh ra hơn trăm bước xa mà thôi. Nhưng muốn kéo dài khoảng cách của vũ pháp tới hơn 200 mét, phải có thực lực của cố nguyên lục phẩm mới được. Tuy nhiên, Diệp Phúc tu luyện chính là chu thiên tinh đấu luyện kỹ thuật, nguyên khí hùng hậu, đan điền rộng rãi, vượt xa so với vũ sĩ bình thường. Hơn nữa, hắn đồng thời tu luyện cửu chuyển nguyên công, chất lượng của nguyên khí cũng hơn xa người khác một bậc. Bởi vậy mới có thể kéo dài khoảng cách tác dụng của vu pháp kéo dài tới hơn 200 mét. Diệp Phúc chỉ có kiểm nghiệm tu vi của chính mình, cảm giác được khoảng cách của thanh giao kiểu kích đã đạt tới cực hạn, lập tức thu hồi lại nguyên khí, trong lòng có chút mừng rỡ. Một phen khổ tu, rốt cục cũng tu luyện tới được cố nguyên kỳ rồi. Ông tiên sinh nói, ta tới cố nguyên kỳ rồi mới có thể tu luyện cửu chuyển nguyên công.
Kể từ đó hai môn công pháp này mới có thể cùng tiến được, không chút trì hoãn. Hắn tu luyện cửu chuyển nguyên công đã tới cảnh giới năm trọng, nguyên khí hóa thành màu lam. Tuy nhiên thời gian gần đây Diệp Húc không có tu luyện tâm pháp này, dù vậy thân thể hắn cũng cực kỳ mạnh mẽ, vô binh bình thường không thể động được tới hắn. Kiểu chuyển nguyên công cảnh giới năm trọng đúng là nhu cầu nguyên khí có thể nói là vô cùng khủng bố. Lúc trước Diệp Giam, vị tổ tiên mở phủ kia cũng tu luyện công pháp này tới năm trọng, lúc ấy tu vi của vị tổ tiên kia đã bước vào dung nguyên cửu phẩm, tu luyện mãng cổ chu khắp đại lực thần thông. Tâm pháp thượng thừa bậc này tu vi tiến cảnh có thể nói là thần tốc, nhưng vẫn bị cửu chuyển nguyên công cắn nuốt tu vi, cảnh giới xuống thấp rơi tới dung nguyên nhất phẩm. Dù vậy vị tổ tiên kia cũng không thể hoàn thành được cửu chuyển nguyên công năm trọng này, hắn sợ quá đành phải đình chỉ tu luyện lại cả đời, không chạm tới môn tâm pháp này nữa. Cửu chuyển nguyên công năm trọng, tốc độ cắn nuốt nguyên khí tuy rằng khủng bố, nhưng Diệp Húc có tinh thần nguyên tử tinh thạch trên tay, tu vi lại đạt tới cấu nguyên nhất phẩm, luyện hóa chu thiên tinh lực thành nguyên khí, tốc độ vẫn còn trên tốc độ cắn nuốt của cửu chuyển nguyên công. Bởi vậy cảnh giới của hắn nếu không có rơi xuống, ngược lại vẫn thong thả tăng trưởng. Tốc độ tăng trưởng tu vi của hắn tuy rằng chậm hơn trước không biết bao nhiêu lần, nhưng đối với người ngoài mà nói, loại tốc độ này vẫn không tính là chậm, tương đương với tốc độ tu luyện của vũ sĩ bình thường. Hắn bế quan hơn một tháng, như trước không thể tu luyện thành cửu chuyển nguyên công năm trọng. Tuy nhiên lúc này thân thể hắn mạnh mẽ, cũng đạt tới trình độ không thể tưởng tượng nổi. Nhất cử nhất động của hắn đều có chứa khí thế trầm trọng, khi tĩnh thì trầm ổn như núi, khi động thì phi nhanh như sấm. Khi tự động chuyển sang tĩnh, khí thế chuyển hóa mãnh liệt, làm cho người ta có một loại cảm giác trời long đất nở. Vị tổ tiên của Diệp gia ta mở phủ không có tiếp tục tu luyện cửu chuyển nguyên công xuống nữa, không thể không nói là rất tiếc nuối. Tuy nhiên hắn không có loại tâm pháp thần kỳ như chu thiên tinh đấu luyện khí thuật, đơn thuần chỉ dựa vào mãng cổ chu cấp đại lực thần thông, đích xác rất khó luyện cửu chuyển nguyên công tới tam thiên cảnh được. Trong lòng hắn chỉ cảm thấy vô cùng may mắn, nếu hắn tu luyện không phải là chu thiên tinh đấu luyện khí thuật, chỉ sợ cũng chỉ có thể vứt bỏ cửu chuyển nguyên công. Hai môn tâm pháp này đều như là tạo ra cho hắn vậy, thiếu một cái cũng không được. Diệp Húc yên lặng nhiều ngày nên muốn động, đi ra ngoài phòng tu luyện, phóng mắt nhìn lại chỉ thấy Vân Môn Sơn lúc này không hề lạnh lẽo như trước nữa. Có rất nhiều thợ mỏ lấy quặng ở trên núi, hẳn là do đám người Thạch Trường Thanh sau khi thăm dò được mạch khoáng đi tới Thanh Châu thuê công nhân. Thật hổ thẹn, ta thân là đà chủ thế nhưng không có làm tròn chức trách của đà chủ. May mắn Ngũ Độc Giáo phái người tiến tới, nếu không Vân Môn Sơn một mình ta xử lý hẳn là bận chết đi được. Thăm dò mạch khoáng, thuê thợ mỏ, vay tiền lương, bán đi khoáng vật bình thường, kiểm tra thợ mỏ có giấu riêng hay không, còn muốn chiếu cố cuộc sống ăn uống hàng ngày của thợ mỏ, đủ loại chuyện này nếu muốn cuốn lấy Diệp Húc, như vậy khẳng định hắn không còn thời gian tu luyện nữa. Diệp Húc đứng trên đỉnh Tử Trúc Phong đã thấy Hùng Bi lại khiêng một con giác mã lên trên núi, không khỏi có chút tò mò trong lòng. Giác mã là dị thú sinh hoạt trong núi, sinh ra sừng nhọn, rất khó bắt giữ. Hắn từng ở Thanh Châu có gặp qua người thuần dưỡng loại yêu thú này trở thành vật cưỡi. Hùng Bi khiêng giác mã đi vào trong Tử Trúc tiểu viện, chui vào bên trong Ngọc Lâu. Diệp Húc phân ra một lỗ ý thức đi theo hắn vào trong Ngọc Lâu, chỉ thấy bên trong Ngọc Lâu mở mấy khối linh điền, đầu hắc hùng này có được thiên phú xử lý đan điền, dược điền, gieo trồng các loại dược liệu. Ở trong đó khiến người ta phải chăm chú ngắm nhìn nhất chính là khu dược điền trồng bích huyết kim liên kia. Nguyên bích huyết kim liên chỉ có hơn 40 cây, lúc này đã được hắc hùng bồi dưỡng ra được gần 100 cây con. Hùng Bi vươn hùng trưởng hất giác mã xuống dưới, dòng máu lập tức phun ra, vội vàng lấy móng ngựa vẻ vào bên trong dược điền. Những bích huyết kim liên này không gió mà tự di chuyển, giống như những cánh tay nhân loại bình thường huy múa vậy, hấp thu lấy máu của ngựa. Diệp Húc nào chỉ thấy máu ngựa khi được vẩy lên trên lá cây màu vàng lập tức sôi trào lên, ông ngục phát ra nhiệt khí, một tia huyết khí của máu ngựa trào ra giống như một con giun chui thẳng vào bên trong bích huyết kim liên. Bích huyết kim liên trong dược điền được máu ngựa làm dịu đi, lấy tốc độ sinh trưởng mà ngay cả mắt thường cũng có thể nhìn thấy, gần trăm cây non kia trong nháy mắt đã cao tới 5-6 tấc, đỉnh kết ra một trụ hoa màu xanh biếc. Bích huyết kim liên khác cũng thêm vần vài phần thành thục, có vài cộng thậm chí quyết xuất ra đài sen. Hắc hùng này không ngờ biết được bích huyết kim liên phải dùng máu tươi tầm bổ mới nhanh chóng trưởng thành được, cái loại thủ đoạn này ngay cả trong Ngũ Độc Kinh cũng không có ghi lại, không hổ là linh thú tinh thông bách thảo mà. Hắc hùng tưới máu tươi cho bích huyết kim liên một lần, lại đi ra khỏi Ngọc Lâu, thấy Diệp Húc đứng ngoài cửa, hắn liền vặn vẹo cổ tay rung động pang pang, nhai răng cười ác độc nói: "Tiểu tử, lão gia ta nhiều ngày buồn bực muốn chết rồi, đến đây đi, để cho hùng lão gia ta thư giãn gân cốt một chút nào."
Người xác định sao? Diệp Húc gần đây tu vi tăng nhiều, cũng muốn tìm người đánh giá một chút. Trong lòng nóng lòng muốn thử, hắn cười nói: Bá Thiên huynh, nơi này là ta tu luyện, không bằng xuống dưới chân núi đi. Hùng Vi đi theo phía sau Diệp Húc, hướng xuống chân núi mà đi. Đôi mắt nhỏ con xoay tròn liên tục thầm nghĩ: Chỉ bằng ngay trước mặt mọi người đánh ngã cái tên tiểu tử này, khiến cho tất cả mọi người biết Thường Bá Thiên ta mới là lão gia của Vân Môn Sơn. Nghĩ tới đây, đầu hắc hùng này lập tức cao giọng thét to, tuyên bố chuyện hắn đấu với Diệp Húc, cả núi đều nghe thấy. Đám người tu nguyệt vội vàng đình chỉ tu luyện, đều xuống núi, thậm chí ngay cả Thạch Trường Thanh, bế quan của tu, cũng đi ra khỏi động phủ của mình. Chỉ có Công Dương Đảm, quản lý ở quặng mỏ, không có chạy tới được. Sao, sư thúc chuẩn bị động thủ với đầu hùng binh này sao? Lần trước sư thúc âm đầu hắc hùng này một chiêu thôi, xem như là may mắn. Nếu thật sự động thủ mà nói, sư thúc có thể chống đỡ được mấy chiêu đây? Đám người Thạch Trường Thanh ngơ ngác nhìn nhau, kinh nghi bất định nói: Khả năng sư thúc luyện chế được vài cái vũ binh rất khá. Đầu hắc hùng này lực lớn vô cùng, bất luận vũ binh nào cũng bị một quyền của hắn đập vỡ thôi, trừ phi vận dụng vũ bảo. Tuy nhiên, lấy tu vi của sư thúc, mặc dù có vũ bảo trên tay, cũng không thể phát huy được thực lực của vũ bảo đâu. Thạch Trường Thanh sắc mặt ngưng trọng nói: Đầu hắc hùng này không tinh thông vũ pháp, cũng không có vũ binh vũ bảo. Tuy nhiên, thân thể hắn được yêu nguyên cùng linh dược, linh thảo, luyện còn dũng mãnh hơn cả vũ bảo bình thường. Cho dù có là vũ bảo nơi tay, chỉ sợ cũng không dễ dàng nề hà được hắn ta đâu. Trừ phi là các loại vũ bảo công kích hồn phách, tỉ như đã hồn chung, bách quỷ phiên. Đám người tương nguyệt không khỏi hoảng sợ, biết lời nói của Thạch Trường Thanh không giả. Hùng Bi là loại linh thú, biết được dược lý, có thể nhận ra được bách thảo, làm vài mẫu linh điền có thể đem tài dược, dược tài trở thành cơm ăn. Thân thể hắn khẳng định được luyện rất hùng mạnh. Nếu như không phải thế này, lúc trước bọn họ cũng không bị đầu hắc hùng này bắt. Thậm chí ngay cả Thạch Trường Thanh đặt tới tâm tam chân cảnh chân kỳ vũ pháp cao thủ cũng bị đánh cho mặt mày sám cho. Đầu hắc hùng này bách độc bất xâm, lại luyện ra yêu nguyên chân hỏa, chuyên môn khắc chế cổ trùng, quả thực chính là khắc tinh của ngũ độc giáo. Thậm chí ngay cả vũ bảo có tiếng của ngũ độc giáo là bách độc phiên cũng không sợ chút nào. Dưới chân núi Tử Trúc Phong, đám người Thạch Trường Thanh đứng trên vách đá khẩn trương nhìn Diệp Húc và đầu hắc hùng kia. Hùng Bi kêu lên: Trước tiên nói đã, không được dùng ngọc lâu kia, cũng không được cho đầu long kia trợ trận. Diệp Húc cười nói: Được, theo ý ngươi. Hùng Bi nhẹ nhàng thở ra, nhe răng cười độc ác nói: Đã không có ngọc lâu cùng đầu long kia, lão ra một bàn tay cũng có thể giết được ngươi kìa. Còn chưa dứt lời, đột nhiên trước mắt lam ảnh chợt lóe lên. Diệp Húc dĩ nhiên đã vọt tới trước mặt của hắn, năm ngón tay mở ra, nguyên khí chấn động, không khí bạo vang, một chưởng đánh thẳng vào bụng của hắn. Hùng Bi lập tức cảm thấy như bị một đầu mãnh long đụng vào trên người, không tự chủ được mà bay lên tới xa tận vài trăm mét, giầm một cái đụng thẳng vào vách đá, vụn đá bay tán loạn, thân thể không ngờ lâm vào bên trong vách đá, lưu lại một hình người chữ đại. Diệp Húc một kích đắc thủ, lập tức mũi chân nhẹ nhàng một chút, một khối đá núi nặng như mấy ngàn cân bên người lập tức bay lên, bị một chưởng của hắn đánh thẳng lên trên tảng đá, gào thét ném thẳng tới vách đá. Nguyên khí quanh thân của hắn lao ra ngoài cơ thể, nguyên thần vô thanh vô tức bám vào phía trên vách núi. Tế khối đá lớn mấy trăm ngàn cân này bị hắn dùng nguyên khí tế khởi, lại trợ lực thêm một chưởng, tốc độ càng lúc càng nhanh, giống như sao băng bắn nhanh tới. Ầm ầm một tiếng, tảng đá đánh thẳng vào trên vách núi, chấn mạnh tới mức làm cho đám người Thạch Trường Thanh đứng cũng không yên ổn. Mọi người cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy khối đá lớn này không ngờ không có vỡ vụn mà lại được khảm thẳng vào bên trên vách núi đá. Đầu hắc hùng chỉ còn lộ ra một cái hùng trưởng ở bên ngoài, không biết sống chết thế nào. Đám người Thạch Trường Thanh không khỏi hoảng sợ. Diệp Húc khi im lặng, đó là một thiếu niên văn nhược, khi cùng người khác nói chuyện mặt không đổi sắc, không mang theo một chút tức giận nào cả. Không nghĩ tới khi đồng thủ, động tác lại mau lẹ, xuống tay cực nhanh, cực độc, làm cho người ta không thể chống đỡ kịp. Sử thúc quả nhiên có sức mạnh to lớn, Hùng Bi ngay cả phản ứng cũng không kịp, đã bị đánh cho sinh tử không rõ rồi. Đầu Hùng Bi kia bị sư thúc đập chết rồi sao? Không, chưa chắc đâu. Cho dù có là vũ bảo, cũng không chắc có thể đả thương được đầu Hùng Bi này, cho nên hơn phân nữa nó còn sống. Bọn họ còn chưa kịp thảo luận tiếp, chỉ nghe thấy một tiếng trống vang lên. Diệp Húc một cước dẫm lên không trung, đè không khí trở thành thực chất, hình thành một đóa hoa sen màu lam. Đóa hoa sen này nâng thân thể của hắn không rơi xuống dưới, một bước lên mây, hướng tới vách núi mà phóng tới. Đong đong đong, mỗi một cước của Diệp Húc hạ xuống liền làm cho không khí dưới chân bạo vang. Không khí dưới chân bởi vậy mà bị nén ép thành một đóa hoa sen. Chỉ thấy nơi hắn đi qua, một đóa hoa sen nở, một đóa tàn nở rộ điêu linh, biến mất trong không khí.
Tốc độ của hắn cực nhanh, gần như trong chớp mắt đã vọt tới bên vách đá. Xẹt. Diệp Phúc một trường chụp thẳng tới vách đá, trường ấn màu lam hung hăng bay ra, đánh thẳng vào khối đá phía trên vách đá. Khối đá lập tức chui vào vách đá thật sâu. Trên vách đá bằng phẳng bỗng nhiên xuất hiện một dấu trường ấn thật lớn. Nó ước chừng rộng khoảng hơn một trượng, sâu gần 2 mét. Có thể thấy được lực lượng từ trường ấn của hắn to lớn ra sao. Thậm chí ngay cả núi đá cũng giống như đầu hũ mềm yếu vậy. Hùng lão gia tức giận. Trường ấn thật lớn đột nhiên trên 5x7, một trích khủng trưởng to bằng cái quạt thương bồ, mang theo yêu khí đậm đặc chụp xuống Diệp Húc. Hùng bi lực lượng lực lớn vô cùng, lập tức làm cho Diệp Húc từ không trung rơi xuống mặt đất, làm cho phía núi rừng này bị cày ra một cái mương máng thật sâu, không biết đánh ngã bao nhiêu cây đại thụ che trời. Đầu hắc hùng này từ trong vách núi chui ra, ầm ầm rơi xuống mặt đất, đá vụn từ bốn phương tám hướng bay ra. Không ngờ hắn lông tóc không bị tổn thương, thân thể của hắn quả thực giống như thời lời của Thạch Trường Thanh đã nói, được linh dược cùng yêu nguyên bồi dưỡng, cho nên dính ba đòn nghiêm trọng của Diệp Húc cũng không vấn đề gì. Đầu hắc hùng này đã tức giận rồi, quanh thân nó nổi lên yêu khí nồng đậm, thẳng hướng trời cao, khí thế thảm liệt làm cho người ta kinh hồn táng đảm. Hắn hô một tiếng nhảy lên, thân thể cao lớn thẳng truy theo phương hướng Diệp Húc ngã xuống. Yêu khí tản ra làm cho bùn đất đá của đá núi bay lên, thậm chí ngay cả một gốc cây đại thụ che trời cũng bị yêu khí mênh mông thổi trúng đổ dạp xuống đất. Diệp Húc lúc này đã đứng lên, vỗ vỗ cho bụi trên người, dường như không có việc gì. Hắn hít một hơi thật dài, huyền công vận chuyển, thân thể lập tức trở nên cao gầy giống như một cây gậy trúc, thân cao gần trượng, chỉ còn thấp hơn Hùng Bi một cái đầu. Một người một hùng ở trong núi rừng nhảy nhót như bay, liên tiếp giao thủ giống như hai người khổng lồ giao phong. Từng quyền tới da thịt, bọn họ không hề dùng vũ binh hay vũ bảo, mà thuần túy là đối kháng bạo lực, chính xác là dùng lực mà ẩu đả thôi. Dù vậy, bọn họ giao thủ sinh ra khí lãng cũng không kém chút nào so với uy lực của vũ pháp. Cây cối ngã xuống thành từng phiến, trong rừng xuất hiện một cái hố to, còn có từng đạo vết nứt ghê người, mặt đất chi chít vết thương. Hùng Bi thì không nói làm gì, dù sao cũng là đại yêu tu luyện thành công, lại dùng tinh dược, linh dược tẩm bổ thân thể, làm cho thân thể đau thương bất nhập, vũ pháp bất dâm. Thế nhưng mà Diệp Húc lại là một thiếu niên 14 tuổi, không ngờ cũng luyện thân thể khủng bố tới như vậy. Hắn có thể lấy cứng chọi cứng với Hùng Bi không rơi xuống hạ phong một chút nào, thực làm cho người ta phải nghẹn họng, chân chối đứng nhìn. Đám người Thạch Trường Thanh nhìn thấy tình hình như vậy, đều lộ ra thần sắc khó tin. Qua một lúc thật lâu, Thạch Trường Thanh từ xa xa phun ra một ngụm trọc khí lẩm bẩm mà nói: "Cố sư thúc từng nói Diệp sư thúc đại náo Thanh Châu, gần như đem gia chủ của các đại thế gia Thanh Châu chém giết. Ta còn có chút không tin, hiện tại ta tin rồi. Diệp sư thúc thân thể mạnh như vậy, quả thực chính là một đầu yêu thú luyện thành chân nguyên đại yêu. Tam chân cảnh hạo nguyệt kỳ, bạo viên đan, quả thực không thể làm tổn thương tới thân thể hắn được." Tiêu Nguyệt cũng cười nói: "Đáng tiếc tu vi của Diệp sư thúc còn thấp, đụng tới loại đại yêu không hiểu vu pháp cũng thôi, nếu gặp được loại tinh thông vu pháp, Diệp sư thúc cũng hơi bị thiệt thòi một chút rồi." Mọi người gật đầu chấp nhận, chỉ bằng thân thể mạnh mẽ cũng không thể vô địch được. Tu vi cao thâm có thể thúc giục vu pháp, vu binh, vu bảo, thậm chí chấn áp được nguyên khí khuyên thần đối phương, khiến cho đối phương có một thân bản lĩnh nhưng không cách nào phát huy được. Ví dụ như mấy người bọn họ đúng là không cách nào đối phó với đại yêu Hùng Bi này, nhưng nếu là đối phó với Diệp Húc, liền có thể thả cổ trùng hoặc là dùng tu vi trực tiếp áp chế nguyên thần nguyên khí của Diệp Húc. Tu vi rất thấp đích thực là khuyết điểm của Diệp Húc. Tuy nhiên Diệp Húc mấy ngày nay tu vi tinh tiến, bọn họ hết thảy nhìn thấy trong mắt cả. Nói vậy chứ Diệp Húc rất nhanh sẽ đuổi kịp tu vi của bọn họ. Nếu xuất hiện các loại tình huống này, mấy người lướt nhau chậm rãi lắc đầu rồi thầm nghĩ: cùng giai vô địch, tuyệt đối là cùng giai vô địch. Vũ sĩ tu vi ngang nhau, cho dù là vu hoang thế gia cổ xưa hay là đệ tử của các đại phái cự phách, cũng không thể mạnh hơn thực lực của Diệp sư thúc được. Điền Quân vội vàng nói: "Sư huynh, không thể để cho bọn họ tiếp tục đánh xuống, nếu không Vân Môn Sơn ta sẽ bị bọn họ tàn phá không thể sửa chữa được rồi." Thạch Trường Thanh cười khổ nói: "Các ngươi ai dám đi xuống ngăn trở đây?" Diệp Húc và Hùng Bi đánh nhau kịch liệt, bất kỳ người nào tiến lên cũng lọt vào công kích của bọn họ. Lúc này Thạch Trường Thanh cũng không thể ngăn trở, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ phá hư chung quanh mà thôi. Bản thân Diệp Húc xuất thân từ võ học thế gia, tu luyện võ đạo tới tốc độ cao nhất là tiên thiên bá thể. Lúc này hắn mới dùng võ nhập vu, vứt bỏ đi vu pháp, dùng võ đối kháng với đại yêu như Hùng Bi, khiến cho người ta có một loại cảm giác đặc sắc. Mà Hùng Bi lại trời sinh mạnh mẽ, đầu đại yêu này không hiểu vu pháp, lại một thân võ học, động thủ có quyền cước bài bản hẳn hoi, rất có khí độ của tông sư. Lấy thực lực của ta trước mắt, không ngờ có thể chống lại được với bậc đại yêu như Hùng Bi này.
Kiểu chuyển nguyên công đích xác còn mạnh hơn ta tưởng tượng quá nhiều. Quả thực là cải tạo thân thể con người thành vũ bảo mà. Diệp Húc nguyên mục đích chỉ là kiểm nghiệm thành quả của mình trong thời gian dài của tu mà thôi. Hiện giờ mục đích đã đạt được, lập tức cao giọng nói: Bá Thiên Huynh, chúng ta đánh tiếp cũng không có kết quả gì cả, bằng không anh người dừng tay thì thế nào? Hùng Bi mắt đít tay ngơ, điên khủng mà xông lên. Vừa mới vọt tới trước mặt Diệp Húc, đột nhiên trên đỉnh đầu của hắn xuất hiện một tòa ngọc lâu. Can giải dao từ trong ngọc lâu xuất hiện, không chút phân trần liền kéo Hùng Bi vào bên trong ngọc lâu. Họ Diệp kia, người gian trá! Đầu hắc cùng ở trong ngọc lâu giết cả giống giận, ngửa mặt lên trời mà kêu gầm: Mau thả ta ra ngoài, cùng Hùng Lão gia ta đại triển 300 hiệp. Diệp Húc phân ra một lỗ ý thức đi vào trong ngọc lâu, cười hừ lạnh rồi nói: Bảo ngươi dừng tay, ngươi không nghe, giam ngươi 10 ngày, 8 ngày, cho tỉnh lại một chút đi. Hùng Bi ngẩn ngơ, vội vàng hạ giọng cười bồi nói: Ta biết sai rồi, ngươi thả ta đi ra ngoài, ta tuyệt đối không động thú. Lại nói, bí quyết kim liên trong dược điện cần phải đi săn bắt yêu thú, dùng huyết khí nuôi nấng làm dịu cho nó kìa. Diệp Húc đưa hắn phong thích ra ngoài, đợi Hùng Bi trong mắt thông quang chợt lóe, hắn thầm nhủ: Đại Hùng lão gia nuôi trồng được đại lượng dược tài, tu luyện tới hạo nguyệt kỳ rồi, liền chụp ngươi một cái chết toi. À, không thể chụp hắn chết được, chi bằng để cho hắn làm dụng cho lão gia ta thôi. Được tài để phân chia 37. Mà không, nghĩ hay vậy sao, một thành cũng không cho hắn. Nếu như lời biếng, Hùng lão gia ta tát một cái chết luôn. Nghĩ tới đây, Hùng đại lão gia nhà ta nhích miệng cười ngây ngô không ngừng. Diệp Húc quay đầu lướt hắn một cái, không biết đầu xuẩn Hùng này đang cười cái gì, cũng không để ở trong lòng. Đột nhiên xa xa một đầu bạch hạc lượn lờ bay tới, dừng ở trên vách núi. Trên bạch hạc là một thiếu nữ áo hồng đang ngồi, thanh âm giòn vang truyền tới nói: Phía dưới là Diệp Húc, Diệp sư thúc hay sao? Diệp Húc trong lòng vừa động, hắn nói: Đúng là Diệp mỗ. Thiếu nữ áo hồng vội vàng khống chế bạch hạc rơi xuống, đi tới trước mặt Diệp Húc. Bạch hạc kia hai cánh khép lại, hình thể ngày càng nhỏ hơn, chớp cánh đứng ở trên đầu vai của thiếu nữ. Không ngờ nó cũng là một điều yêu, tu luyện thành công có thể chuyển hóa hình thể. Thiếu nữ kia chào Diệp Húc mang theo một tia ngây thơ, cười nói: Đệ tử là Bách Hoa Cung Ân Nguyệt Nhi, phụng mệnh cung chủ mời Diệp sư thúc tới Bách Hoa Cung làm khách, có chuyện quan trọng cần phải thương lượng. Diệp Húc đáp lễ hỏi: Ân sư tỷ, cung chủ các ngươi mời ta tới có nhắc tới chuyện gì quan trọng hay không? Thiếu nữ áo hồng hé miệng cười nói: Diệp sư thúc, ngươi là đà chủ Ngũ Độc giáo, cùng ăn cùng bàn với cung chủ, người ta cũng không dám làm sư tỷ của ngươi đâu. Dừng một chút, nàng vừa cười vừa nói: Cung chủ cũng không có đề cập tới chuyện này, tuy nhiên bảo tỷ muội chúng ta phân công nhau xuất phát, tất cả đi mời những nhân vật có uy tín danh dự ở Thanh Châu này, đám người Lương Vương đã được mời rồi. Bách Hoa cung chủ mời những cự đầu của Thanh Châu này, chẳng lẽ có chuyện gì thực sự quan trọng hay sao? Diệp Húc trong lòng thoáng cái tính toán, gọi đám người Thạch Trường Thanh tới bảo bọn họ trông coi Vân Môn Sơn. Ta đi tới bái kiến Bách Hoa cung chủ, ít ngày nữa sẽ trở về. Thiếu nữ kia đột nhiên lên tiếng nói: Bách Hoa cung cách có 100 dặm, Diệp sư thúc có vật cưỡi gì không? Nếu không có vật cưỡi, có thể ngồi chung một con hạc với ta. Đầu bạch hạc của người ta đã tu luyện thành yêu rồi, mang theo chúng ta phi hành, tốc độ có thể nhanh hơn một chút. Sư thúc à, ngươi phải ôm chặt ta một chút vào, nếu không từ trên không trung mà rơi xuống, vậy thì thê thảm rồi. Đôi mắt của nàng sáng như trăng, cười rộ lên đôi má, chợt xuất hiện hai cái núm đồng tiền. Trên người mơ hồ truyền tới như có như không hương khí. Diệp Húc không khỏi tim đập thình thịch. Nếu là cưỡi hạc ngao du ở giữa trời xanh mây trắng với vị thiếu nữ này đúng là chuyện thú vị. Hắn vội vàng áp chế ý nghĩ trong đầu, từ trong ngọc lâu lấy ra can giải dao, hắn cười nói: Người đi trước đi, Diệp mỗ rất nhanh sẽ đuổi theo sau. Ân Nguyệt Nhi đánh giá can giải dao từ trên xuống dưới, thè lưỡi, thanh âm mềm ngọt nói: Đây là dao hay mã vậy? Tốc độ khẳng định cực kỳ kinh người, khẳng định so với tiểu hạc của ta còn muốn nhanh hơn. Dứt lời, nguyên khí phát ra, tới khởi bạch hạc. Chỉ thấy bạch hạc kia càng lúc càng lớn. Ân Nguyệt Nhi nhảy lên trên lưng bạch hạc ngồi xuống. Nàng nói: Sư thúc, người tốc độ thả chậm một chút, nếu không tới Bách Hoa cung trước, cung chủ sẽ trách tội người ta chiêu đãi không chu toàn. Diệp Húc gật đầu, nàng lúc này mới yên tâm điều khiển bạch hạc đứng lên, kêu lên một tiếng, hướng thẳng tới Bách Hoa cung mà bay. Thạch Trường Thanh nhìn nàng rời đi, không khỏi cực kỳ hâm mộ nói: Đã sớm nghe nói nữ nhân của Bách Hoa cung mỗi người đều là thiên hương quốc sắc cả, động lòng người. Hơn nữa vu bảo không giống với bình thường, hiện giờ thấy thế quả như là thật mà. Tiêu Nguyệt hiếu kỳ nói:
Sao, Vu Bảo ư? Thạch sư huynh, ta vừa rồi không nhìn thấy nàng ấy có Vu Bảo gì cả. Thạch Trường Thanh giải thích nói, đầu bạch hạc vừa rồi, đó chính là Vu Bảo của nàng. Bách Hoa Cung cung chủ có được thất tầng thất tinh quang hàn ngọc lâu, đạt được thiên ma nguyên hóa chân kinh, đây chính là môn tản thiên cấm pháp, trong đó ghi lại vu pháp rất không tầm thường, nghe nói là vu pháp từ thời thượng cổ, lấy yêu thú làm thành vu báo, ngày thường dùng nguyên khí ăn cần săn sóc tế luyện, khi cần có thể tế lên giết người. Yêu thú của các nàng đều dùng linh đan rượu dược mà chăn nuôi, thực lực của đầu bạch hạc vừa rồi chỉ sợ không kém hơn đầu hùng bi kia là mấy đâu. Đám người Tiêu Nguyệt ngẩn ngơ, Diệp Phúc cũng không biết thế gian có loại vu pháp thần kỳ như vậy. Thầm nghĩ, Kiều Kiều bái nhập Bách Hoa Cung chủ là môn hạ, nó không chừng có thể đem Trích Hoa Hổ Điêu tế luyện bay giữa không trung mà chơi. Hắn đem Ngọc Lâu vào trong Tử Trúc tiểu viện, tới phòng tu luyện, rồi lập tức cưỡi can giải dao đi dọc theo bạch hạc của Ân Nguyệt Nhi. Tòa Ngọc Lâu này không ngừng hấp thụ linh khí, đã có dấu hiệu chuyển hóa màu xanh thành màu vàng rồi. Can giải dao sau khi hóa dao, tốc độ cực nhanh, nhanh như chớp, chạy như điên trên đất bằng. Tốc độ so với bạch hạc của Ân Nguyệt Nhi còn nhanh hơn vài phần. Không tới một nén nhang, can giải dao đã chạy được gần 100 dặm, đi tới phụ cận của một dãy núi. Diệp Húc ngồi trên lưng can giải dao, nhìn về phía trước, chỉ thấy cách đó không xa có một đám núi non liên miên trùng điệp. Trong đó, trong một cốc ở dưới một ngọn núi có yêu khí cùng mùi hoa thơm truyền ra, đây chính là Bách Hoa Cốc rồi. Bách Hoa Cung đối với yêu thú trong Bách Hoa Cốc rất thờ hững, trong đó có đủ loại yêu thú cấp bậc đại yêu tồn tại. Bách Hoa Cung sở dĩ lưu lại đám yêu thú này, hơn phân nửa là để cho đệ tử bắt giữ yêu vật thượng thừa để tế luyện thành vu báo. Diệp Húc thầm nghĩ, Diệp lão đệ, người cũng tới đây sao? Phía trước đột nhiên truyền tới tiếng cười to. Diệp Húc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Lương Vương khống chế một con bích loa thuyền phi trên không, vội vàng chắp tay cười nói, tiểu đệ ra mắt Lương Vương. Bích loa thuyền chậm rãi hạ xuống, Lương Vương nhảy ra khỏi thuyền cười ha hả, có chút vô cùng thân thiết nói, Diệp lão đệ, ngươi ở Vân Môn Sơn mấy tháng không rời khỏi cửa, cũng không tới trong thành nhìn lão ca ca này, chúng ta khó có được cơ hội gặp nhau, không bằng tới thuyền của ta đi, hai chúng ta nói chuyện một chút. Khi hắn đại thọ, Diệp Húc đại náo Thanh Châu, gần như biến thọ yến thành tang yến. Lúc ấy Lương Vương nhìn Diệp Húc rất không vừa mắt, tuy nhiên trong thọ yến, Diệp Húc lại đưa cho hắn một quả thiên hương tục mệnh đan, rất là tài đại khí thô, tăng mặt mũi cho hắn, khiến thọ yến vẻ vang hơn không ít. Điều này làm cho Lương Vương trong lòng vui mừng, ác cảm với Diệp Húc không cánh mà bay, ngược lại càng nhìn càng thấy hắn thuận mắt. Cùng kính không bằng tuân mệnh. Diệp Húc vừa cười vừa nói, dắt can giải dao đi vào trong bích loa thuyền. Bích loa thuyền là vu bảo mà Vạn Pháp Yêu Vương tặng cho Lương Vương. Loại vu bảo này chủ yếu dùng để đi lại, tốc độ cực nhanh. Trong thuyền giống như một con phòng lớn, rất rộng, đúng là một bảo vật đặc biệt của Vu Hoàng Thế Gia. Lương Vương, ngươi có biết Bách Hoa Cung chủ mời chúng ta gặp mặt là có chuyện gì xảy ra không? Diệp Húc ngồi xuống hỏi. Diệp lão đệ, ngươi nếu nể mặt ta, liền bảo ta một tiếng lão ca là được rồi. Nếu còn xưng là Lương Vương, ta tức giận đấy. Lương Vương cười lớn một tiếng, chỉnh sắc lại nói, ta phòng trừng Bách Hoa Cung chủ lần này triệu tập chúng ta phân nửa là vì chuyện Vu Hồn Giới 3 năm mở một lần. Bách Hoa Cung cao thủ nhiều, thế nhưng ở trong Vu Hồn Giới thực lực các nàng không thể hoàn toàn phát huy được, cho nên mới dựa vào chúng ta. Diệp Húc khẽ nhíu mày, lão ca, Vu Hồn Giới là cái gì vậy? Hắn lần đầu tiên nghe thấy cái tên Vu Hồn Giới này, trong lòng có chút tò mò. Lương Vương kiên nhẫn giải thích nói, hiện giờ lục đạo tan vỡ, cho dù là cao thủ tu luyện tới nguyên thần, sau khi chết cũng hồn bay phách lạc, nguyên thần tinh phách di dụng tới các nơi trên thế giới. Những cường nhân này khi còn sống tu vi cao hơn Bách Hoa Cung chủ không biết bao nhiêu lần. Sau khi bọn họ chết, Ngọc Lâu sẽ hóa thành linh quang và tiêu tán. Tuy nhiên, Ngọc Lâu của bọn họ phải chắc chắn hơn xa xa so với chúng ta rồi. Tuy rằng linh quang tiêu tán, nhưng không gian vẫn không sụp đổ, không sụp xuống. Phiến không gian này, đó chính là Vu Hồn Giới. Bên cạnh Mã Đạp Hồ có một chỗ Vu Hồn Giới, không biết là do cao thủ nào táng thân ở nơi đó. Bên trong của cải vô cùng, hết thảy những thứ của vị cao thủ đó trước khi chết đều lưu lại ở bên trong Vu Hồn Giới. Chung quanh có rất nhiều thế lực nhìn vào Vu Hồn Giới này như hổ rình mồi vậy. Những môn phái giống như Bách Hoa Cung cũng không ít. Bách Hoa Cung không thể độc chiếm được, đành phải ước định với các thế lực này, mỗi 3 năm một lần mở ra Vu Hồn Giới, tiến vào trong đó tầm báo. Ồ, còn có chuyện này sao? Diệp Phúc chưa bao giờ nghe thấy, hắn hiếu kỳ hỏi. Lương Vương thở dài nói, thế gian này cao nhân nhiều không đếm xuể, một ít vu hoàng thế gia cổ xưa, ví dụ như Phòng Phong Thị, Hạ Hầu Thị, Đông Hoàng Thị,
Những thế gia bắt đầu từ thời xa xưa, theo dòng chảy thời gian, vu hồn giới đối với bọn họ cũng không phải là lạ. Từng thế gia đều có vài tòa như vậy cả. Nhưng đối với những thế lực nhỏ bé ở địa phương nhỏ như chúng ta mà nói, một cái cũng đủ cho chúng ta phải đánh nhau đến vỡ đầu rồi. Nói tới đây, Bích Loa Thuyền đã đi vào ngọn núi Liên Hoa Phong chủ sơn rồi. Diệp Húc nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy một dãy núi hình hoa sen đứng thẳng tận trời. Rất nhiều núi nhỏ giống như những cánh hoa sen vây quanh ngọn núi trung tâm. Ở đỉnh ngọn núi, từng đạo linh khí màu nhũ bạch bay lên trên, giống như một con chăn lớn màu trắng, lại giống như mây mù đang bốc lên trên không vậy. Bích Loa Thuyền chậm rãi đáp xuống núi, Lương Vương thu hồi con thuyền này. Ở Bách Hoa Cung dùng phu báo để phi hành là bất kính với công chúa, chúng ta vẫn nên đi bộ lên núi thì hơn. Diệp Húc gật đầu, đi tới giữa núi, tinh thần hơi rung lên, thần thanh khí sảng. Nơi này thiên địa nguyên khí hơn xa so với bên ngoài. Đây là một tòa linh sơn thiên nhiên, trong núi khắp nơi đều là linh thú, những con tuần lộc rồi hoãng, tùy ý lúc nào cũng có thể thấy được. Hơn nữa không sợ hãi, thậm chí còn có xà lang hổ báo, nhưng cũng cực kỳ ôn thuần. Nếu như có thể mở động phủ ở ngọn núi này, linh khí khẳng định so với động phủ trên vách núi Vân Môn Sơn cao hơn mấy lần. Liên Hoa Sơn quả thực có thể xưng là linh sơn. Thật sự là một khối bảo địa mà. Diệp Húc tùy tay tới khởi huyết tàm bốn cánh, đem một con yêu thú giống như lão hổ, hung mãnh, gặm cho xương cốt cũng không còn lại một chút gì. Hắn tán thường nói, ngay cả yêu thú bình thường khí huyết cũng tràn đầy như vậy, gần như tương đương với vũ sĩ của nguyên cảnh. Bách Hoa Cung Khung Hổ là môn phái lớn nhất Thanh Châu. Lương Vương thấy hắn không nói năng gì, lập tức tới khởi cổ trùng ăn sạch một đầu mãnh hổ kia, không khỏi dùng mình một cái nói, hiền đệ, yêu thú trong Liên Hoa Sơn này đều có chủ cá, không thể giết được. Diệp Húc sắc mặt lập tức đen lại, hắn vốn tưởng rằng yêu hổ kia là yêu thú hoang dại, không nghĩ tới là linh thú do người khác nuôi dưỡng, trong lòng không khỏi lo sợ bất an. Lương Vương vội vàng nói, đi nhanh, miễn cho khổ chủ tìm tới cửa. Hai người chật vật vô cùng, vội vàng chạy lên trên núi. Sau một lúc lâu, chỉ nghe thấy tiếng của một cô gái khóc truyền tới, là người nào dám giết chết tiểu hoa của ta, đừng để ta tìm được ngươi. Diệp Húc sắc mặt càng đen, Lương Vương an ủi nói, chúng ta là khách nhân của Bách Hoa Cung chủ mời tới, mặc dù bị người biết được cũng không làm gì được chúng ta đâu. Hai người đi tới giữa sườn núi, chỉ thấy cảnh trí trước mắt biến đổi, rất nhiều dược điền hiện ra, vườn hoa khoe màu sắc đua sắc gấm. Bên cạnh vườn hoa còn có rất nhiều nhà cửa nhỏ nhắn tinh xảo. Đây hẳn là nơi cư ngụ của các nữ đệ tử Bách Hoa Cung. Một vài thiếu nữ xinh đẹp đang dạo chơi chung quanh vườn hoa, tay áo phiêu phiêu, vui cười ngoạn pháo. Hận tuổi không thể trẻ đi vài chục năm đấy. Lương Vương thấy tình hình như vậy, cảm thán mà nói, càng lên trên cao, linh khí phát ra càng nồng đậm, vườn hoa trên núi cũng dần dần nhiều hơn. Tùy ý có thể thấy được những thiếu nữ xinh đẹp động lòng người đang trồng hoa, chăm sóc cây cỏ, tiếng cười không ngừng. Diệp Húc thấy vậy, nhíu mày không ngừng, nhủ thầm oán hận nói, khắp cả núi đều là những nữ nhân bại gia. Trong những linh điền này, phần lớn đều là hoa cỏ bình thường, dùng để xem xét mà nói, thực là muôn hồng nghìn tía, phấn trang e thẹn, tuy nhiên lại không có giá trị gì, không thể luyện đan. Nơi đây là thánh địa linh sơn tràn đầy linh khí, gieo trồng những hoa cỏ để ngắm nhìn này thực là lãng phí vô cùng. Quả thực muốn dậm chân giận dữ, bởi vậy Diệp Húc mới nói những nữ đệ tử Bách Hoa Cung này là một đám nữ nhân bại gia. Đợi đi tới đỉnh núi, cảnh sắc Liên Hoa Sơn lại biến đổi. Đỉnh núi hình tròn dường như một cái cối xay, ước chừng rộng 30-50 dặm. Trung tâm có một hồ nước thật lớn, bích thủy ba thiên, đá hồ lởm chởm đón ánh nắng, mặt hồ giống như gương, được ánh sáng chiếu vào giống như vạn đạo kim xà, nhảy múa không ngừng. Để cho người ta kinh ngạc chính là ở giữa hồ nước không ngờ mọc ra một đóa hoa sen màu hồng. Đóa hoa sen kia to lớn không gì sánh được, lơ lửng trên mặt hồ, chiếm hơn 10 mẫu đất, giống như một tòa đảo nhỏ. Ở giữa hoa sen xuất hiện vài tòa cung điện màu than chì, nguy nga đồ sộ. Cung điện và bờ bên kia có 7-8 cái cầu liên kết với nhau. Trong hồ còn có mấy con thuyền nhỏ, trong thuyền đều là nữ đệ tử của Bách Hoa Cung, tất cả mang theo mũ rơm, chân trần, một người chống thuyền, người còn lại thì mang theo đan dược tản ra mặt hồ. Không biết bao nhiêu đầu cá chép màu hồng từ trong mặt hồ nhảy ra, cắn lấy một viên đan dược, liền giúp người đắc ký chui vào trong nước. Những cá chép này dài chừng 2 mét, quanh thân toàn yêu khí, hẳn là không phải giống bình thường. Nơi này chính là Hóa Long Trì của Bách Hoa Cung, trong ao nuôi dưỡng chính là Kim Long Lý. Lương Vương cười nói, Bách Hoa Cung chủ nghe nói loại yêu thú Kim Long Lý này 300 năm có thể cá vượt Long Môn, hóa thành Kim Long. Bởi vậy mới dùng nhiều tiền đi tới Đông Hải Thiên Long Sơn, mua về một đám con Kim Long Lý đặt ở trong hồ, dùng Bách Linh Đan mà nuôi dưỡng.
Diệp Phúc nghe xong âm thầm lắc đầu. Cá vượt Long Môn loại chuyện này hắn cũng từng nghe qua rồi. Tuy nhiên hắn xem ra đây là chuyện vô cùng hoang đường. Lấy xà làm ví dụ, dị chủng đại xà cần mấy trăm năm mới có thể tiến hóa trở thành yêu, trở thành xà yêu cũng phải tu luyện mấy trăm năm mới kết thành nguyên đan, lột sắt rắn hóa thành giao long. Giao long lại phải tu luyện mấy trăm năm, trải qua thiên kiếp rửa lỗi mới có thể lột rửa được sắc giao hóa thành độc long. Rồi từ xà tới long thấp nhất cần hơn 1.000 năm, thậm chí còn phải mấy ngàn năm. Thời gian dài như vậy chỉ sợ trong thần thoại mới có, bình thường vũ sĩ đã sớm biến thành một nắm đất vàng rồi. Dị chủng đại xà khổ tu mấy ngàn năm, thậm chí cả vạn năm mới có thể lột xác tiến hóa được thành độc long. Kim Long Lý 300 năm có thể cá vượt Long Môn, có thể thấy được chuyện này có nhiều ít có chút thần thoại cũng không chắc chắn. Thật sự là một đám đàn bà bại gia. Bách Khoa Cung của cải kinh người, Lương Vương cũng không khỏi đỏ mắt cảm thán nói: thật sự rất bại gia, kiểu kiểu đi theo đám nữ nhân bại gia này thật sự là rất nguy hiểm. Diệp Phúc cũng cực kỳ đỏ mắt, hận không thể đem tất cả cuộc cải của Bách Khoa Cung mang tới Tử Trúc Phong. So sánh với Bích Khoa Cung, Vân Môn Sơn của hắn rất là đơn giản. Quá, quá. Một yêu thú tuyết trắng như hồ đột nhiên nhảy lên trên đầu vai của hắn, vươn hai móng vuốt nắm ở trước ngực, hướng Diệp Phúc điềm điềm kêu lên. Hoa Hồ Điêu nhìn thấy Diệp Phúc như gặp được thân nhân, cái đuôi dựng thẳng xong người, lắc qua lắc lại. Diệp Phúc lấy ra một viên thú hoa đan kịch độc vô cùng, cấp cho Hoa Hồ Điêu, thầm nghĩ: tiểu tử này, độc cũng không chết được. Phương Phương sư tỷ, có nhìn thấy Hoa Hồ Điêu của ta không? Cách đó không xa, thanh âm của Kiều Kiều truyền tới, thanh âm của cô gái khác bi phẫn truyền tới. Này sư muội, chẳng lẽ Hoa Hồ Điêu của ngươi cũng phải chịu độc thủ rồi sao? Vừa rồi tiểu hoa của ta không biết bị ai giết đi, thì cốt không còn, thì cốt không còn, đáng thương cho tiểu hoa của ta mà. Ô thiếu gia, Tô Kiều Kiều lên đỉnh núi nhìn thấy Diệp Phúc không khỏi vừa mừng vừa sợ, vội vàng chạy tới ôm lấy cánh tay của hắn, ngửa đầu cười nói: thiếu gia, người đặc biệt tới thăm ta sao? Diệp Húc đang lúc muốn nói thật thì lại nghe thấy thiếu nữ anh anh lên tiếng nói: kỳ thực người ta cũng rất nhớ thiếu gia. Diệp Húc lúc này mới nhát những lời định nói xuống dưới đáy bụng, hắn cười nói: thì ta không phải đã tới đây thăm ngươi rồi hay sao? Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 23 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.